Xin kính chào toàn thể quý thầy cô thân mến, chào mừng tất cả quý thầy cô đã quay trở lại với kênh YouTube của thầy Long Tiểu học. Ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý thầy cô một clip đó là hướng dẫn thầy cô bật cái chức năng giơ tay trong Google Meet. Như quý thầy cô đã biết đấy, để bật được cái chức năng giơ tay trong Google Meet này thì chỉ dành cho những tài khoản nào mà của phòng giáo dục liên quan đến giáo dục có đuôi edu.com hoặc .vn thì chúng ta mới bật được tính năng này. Nhưng đối với em thì em sẽ gửi đến quý thầy cô một clip hướng dẫn tận tình chi tiết quý thầy cô để bật được cái chức năng này dành cho học sinh khi mà học sinh muốn giơ tay phát biểu. Trước khi đi vào những cái hướng dẫn chi tiết thì em mong tất cả quý thầy cô hãy để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ. Đó sẽ là những cái động lực rất lớn gửi đến em để em có những cái clip hay hơn gửi đến quý thầy cô trong thời gian sắp tới. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Thì đầu tiên, quý thầy cô hãy truy cập vào cái trình duyệt web mà yêu thích của quý thầy cô. Thì đối với em sẽ truy cập vào cái trình duyệt web là Google Chrome. Ở trong cái Google Chrome này này, quý thầy cô hãy gõ cho em cái cụm từ là web Chrome Web Store. Đó, khi mà quý thầy cô ra như này này thì nó sẽ ra một cái cửa hàng trực tuyến như này, thì mình kích vô đây. Thì bên này em đã mở sẵn rồi để cho nó tiết kiệm thời gian thì em sẽ làm cho quý thầy cô nha. Thì ở trong cái tiện ích như này thì quý thầy cô hãy gõ cho em cái cụm từ là biểu tượng cảm xúc Google Meet nha. Mình bắt đầu gõ cụm từ là biểu tượng cảm xúc Google Meet. Biểu tượng cảm xúc. Google Meet. Rồi, sau khi nó ra những cái này thì mình sẽ lựa chọn cái biểu tượng cảm xúc ở dòng thứ hai có chữ free này này nhé quý thầy cô nha. Mình kích vào đây. Thì sau khi quý thầy cô kích vô đây á thì mình sẽ thêm vào Chrome. Đây, mình thêm vào Chrome. Nó sẽ có cái dòng đang kiểm tra. Rồi, sau đó mình bấm vào thêm tiện ích. Quý thầy cô đợi trong một giây lát để nó thêm đã. Đây, bên này nó tải xuống, nó đang tải xuống thành công và nó đang bắt đầu thêm. Khi nào thêm xong nó sẽ có dòng thông báo là đã thêm xong nhé quý thầy cô. Đấy, bên này đang có dòng chữ kiểm tra này. Rồi, ở như thế này thì nó đã báo là biểu tượng cảm xúc nó đã được thêm và nó load ra cái trang web mà vào thẳng Meet luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn như sau. Bây giờ bên này bên cái trang web này em đã tạo sẵn một cái phòng thì bây giờ em sẽ copy link và đây chẳng giả sử như đây là giao diện của giáo viên này thì mình sẽ qua bên này làm. Sau khi chúng ta tham gia xong thì đây sẽ là biểu tượng của màn hình cửa sổ của học sinh. Thì để giơ tay như thế nào thì học sinh chỉ việc bấm vô cái khung này đây thì nó sẽ loát ra các biểu tượng. Đây mình chỉ cần kích vô biểu tượng đây và bấm enter gửi thì bên giao diện của giáo viên sẽ nhận được tín hiệu. Đây, giao diện sẽ nhận được tín hiệu là bạn này đang có giơ tay phát biểu này. Thì để em làm như này cho quý cô dễ này hình dung hơn này. Rồi, phía bên trái này là giao diện của học sinh và giao diện của giáo viên và phía bên phải là giao diện của học sinh, được chưa? Thì bây giờ học sinh muốn giơ tay phát biểu thì làm sao? Thì học sinh sẽ vào chỗ tin nhắn của cuộc gọi và sau đó học sinh kích vào biểu tượng giơ tay và bấm gửi. Bấm enter. Thì sau đó đây bấm enter thì bên này bên giao diện này của giáo viên sẽ nhìn thấy là bạn này đang có ý kiến phát biểu và bạn này và giáo viên sẽ gọi bạn này đó. Đấy là cách hướng dẫn để giúp chúng ta bật được cái tính năng giơ tay lên cho nó dễ tương tác đấy. Thì quý thầy cô có thể gửi cái clip này cho phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh có thể cài đặt và sau khi giáo viên hỏi thì có thể tương tác và phát biểu với cô giáo. Thì đây là trên trình duyệt web. Còn đối với điện thoại thì điện thoại nó đã tích năng tích hợp sẵn cái chức năng đấy rồi, mình chỉ cần vô chat và vô cái chức năng nhãn dán là sẽ có nha quý thầy cô. Rồi, như vậy là em đã gửi đến quý thầy cô một clip là hướng dẫn bật tính năng giơ tay trong Google Meet. Hy vọng clip này sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình dạy học online của mình. Và kính chúc quý thầy cô có nhiều sức khỏe và có nhiều bài giảng hay hơn nữa. Xin chào toàn thể quý thầy cô và hẹn gặp lại tất cả quý thầy cô ở clip tiếp theo.